đánh bạc qua mạng ngày càng tinh vi, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Để ngăn chặn tình trạng này, Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lớn, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Qua quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh phát hiện có 2 tài khoản cá độ bóng đá hoạt động độc lập, nhưng chúng đều có mối liên hệ đến các đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được 2 đối tượng quản lý, sau đó chia ra cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh khác để cá độ bóng đá với 811 tài khoản đánh bạc. Để mà sử dụng các cái tài khoản này thì đối tượng phải quen biết được với đối tượng ở cấp cao hơn để lấy tài khoản, sau đó có thể là sử dụng để lấy cái tài khoản là cấp con bạc hoặc là chia tài khoản con bạc cho những đối tượng tham gia đánh bạc. Với sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau. Trong đó, Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt là 2 đối tượng cầm đầu. Phạm Hải, một tài khoản là gần 18, với hạn mức là 5 triệu điểm, giá là 0,025 USD trên 1 điểm, tương đương với là 4.700 tiền Việt. Theo giao hẹn là thứ hai hàng tuần tính chung chơi với nhau, và anh Hải là người nhắn tin tiền cho em và giao tiền mặt trực tiếp đi, và thanh toán tầm cỡ chục lần, là mỗi lần tầm vài chục đến trăm triệu. Từ lời khai này, ban chuyên án tiếp tục xác định phải tìm ra người đứng sau 2 tài khoản G18 của Phạm Hải và RQ22 của Hồ Xuân Đạt là ai. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ được Lê Cảnh Bảo, sinh năm 1976, trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khi đối tượng này đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. 2 tài khoản về cấp cho anh em, cái G18 cấp cho Hải, tên thì gọi Hải đi, rồi thì khi đó Hải giao cho những đại lý dưới thì không biết, thì hàng tuần thì tới thứ hai thì mở máy ra tính tiền giao dịch thôi. 2 đường dây cá độ bóng đá này hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Trung bình số tiền giao dịch cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỷ đồng. Tính lũy kế tổng số tiền giao dịch kể từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ của 2 tài khoản cá độ bóng đá này là hơn 3.000 tỷ đồng. Công an Hà Tĩnh đã thu giữ 928.160.000 đồng, 600 USD, 2.500 AUD, 2 tài khoản ngân hàng có số tiền 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính bàn, 3 modem Wi-Fi, 18 thẻ ATM các loại và một số tang vật liên quan. Để nói rằng là cái công lao của cán bộ chiến sĩ của lực lượng này hết sức vất vả. Có thể nói rằng là phải mất ăn mất ngủ vì tất cả các loại đối tượng trên mạng này. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc với 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.